Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh Thì hôm nay là Chủ nhật Ngày 27 tháng 12 năm 2020 Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá đậu cua que Ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp Cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo Hàng tuần thì ngoài cập nhật tình hình giá đậu cua que Mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn y đo Giá nhãn tiêu da bò hay là giá cà na thái Ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh có quan tâm đến giá đậu cô que giá nhãn y đo hay là giá cà na thái thì có thể vào trong danh sách quý giáo ở trong kênh để xem hoặc là quý anh chị và các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra quý giáo mới cập nhật tình hình giá đậu cô que giá nhãn hay là giá cà na thái thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được ngay thông báo và sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện để quý anh chị và các bạn có thể vào xem được ngay ngay những clip cập nhật tình hình giá đậu cô que Giá Nhãn hay là giá Cà Na Thái ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp. Quay trở lại tình hình giá đậu cua que hiện nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì giá tăng nhẹ. Cụ thể là tình hình giá đậu cua que hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì có mức giá dao động từ 14.000 đến 16.000 đồng một ký. Thì theo từng khu vực, từng ruộng đậu cua que mà sẽ có mức giá trên lệch khác nhau. Điển hình như ở khu vực Vĩnh Long và Đồng Tháp thì có mức giá dao động từ 14.000 đến 15.000 đồng một ký. Còn tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang thì có mức giá dao động từ 14.000 đến 16.000 đồng một ký. Đây là giá đậu thực tế của một số bà con nông dân đang thu hái và căng sáng nay tại ruộng ở khu vực Cần Thơ. Điển hình như ruộng đậu quý anh chị và các bạn đang xem trên màn hình thì đang căng sáng nay với mức giá là 15.000 đồng một ký. Và do tình hình như hiện nay thì giá nông sản nói chung hay là giá đậu khu que nó riêng có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Giá nông sản thì luôn biến động rất là nhanh và nhiều khi không có thời gian rảnh nên đôi khi khoảng vài ba ngày mình mới có thể làm một clip cập nhật tình hình giá đậu khu que. Nên đôi lúc thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại. Thì mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Đồng thời thì mình cũng rất là mong quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh, có đang bán đậu khu que hay có biết tình hình giá đậu khu que ở khu vực nào thì xin vui lòng comment ở phía bên dưới để cho quý anh chị và các bạn xem sau có thể cùng tham khảo được giá. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho tất cả quý bà con mình đang thu hoạch đậu cô que hay chuẩn bị thu hoạch đậu cô que sẽ có một mùa đậu đạt được năng suất thật là cao và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá đậu cô que tiếp theo của mình.